Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một số thông tin mới cùng với một số thông tin thú vị từ cái bản tin của Dolly. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có hình ảnh về một vị tướng mới nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là hai bên là hai vị thần chết mang hai lưỡi hái. Một bên thì có màu đen của tướng địa ngục, còn một bên thì có màu sáng của tướng hệ thiên thần các bạn. Và ở đây thì nó nằm giữa, mình thấy là nó trong cái thiết kế này thì chúng ta vừa thấy màu sáng của tướng hệ thiên thần mà chúng ta vừa thấy màu đen đặc trưng của tướng hệ địa ngục. Về cơ bản nói chung thì tướng hệ địa ngục với hệ thiên thần thì chưa xác định được, nhưng mà có thể khẳng định đây sẽ là một con tướng hệ đặc biệt các bạn, nó là thuộc trong hệ thiên thần hoặc là hệ địa ngục. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy là rất nhiều những chiếc long vũ ha các bạn. Long vũ theo cái thiết kế này thì hơi giống với long công. Các bạn có thấy long vũ này với những con mắt như này rất giống long công các bạn. Nhiều người thì dự đoán rằng đây là một con phượng đen, tức là một con phượng hoàng lửa màu đen các bạn, đối lập với Talen hệ thiên thần. Ngoài hình ảnh này thì chúng ta còn có một hình ảnh nữa liên quan tới vị tướng này. Đây các bạn. Một vị nữ hoàng ha các bạn. Đây là một vị nữ hoàng được rất là nhiều thần dân cung phụng ở bên dưới các bạn có thể thấy. Vị nữ hoàng này thì ngồi trên ngai vàng và có dáng dấp tự tựa giống như là một triều đại cổ, tự tựa như của pharaoh vậy các bạn. Các bạn có thể thấy một số cột trang trí cũng như văn tự và những chiếc cọ. Đây có thể là một vị tướng ngủ say được thức tỉnh hay sao các bạn, một triều đại bị lãng quên. Ok, các bạn nghĩ tướng mới là sẽ là một vị tướng như thế nào hoặc là hệ gì thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ mình sẽ sang tiếp tục gửi tới các bạn một thông tin nữa. Lilith vừa nhá hàng cho chúng ta cái hình ảnh điêu khắc của cái hệ rừng nha các bạn. Đây là hình ảnh điêu khắc của hệ rừng. Và có thể đây là lớp tướng thuộc là lớp tướng Wario, tức là lớp chiến binh các bạn. Cây búa như thế này rất là hợp với lớp chiến binh. Đây là có thể là giao diện khắc ấn của lớp chiến binh hệ rừng các bạn. Hệ rừng nha, các bạn thấy có một cái cây xong chỗ này nó nổi lên một cái ấn rất là đẹp các bạn. Và sẽ không còn xa nữa đâu các bạn, mình tin chắc là chuẩn bị sẽ có khắc ấn của toàn bộ hệ thường, đó là hệ rừng, hệ ánh sáng, hệ sát và hệ thú các bạn, chắc chắn sẽ có. Hiện tại thì chưa có thể biết được con nào sẽ mạnh và con nào sẽ yếu trong cái meta khắc ấn này. Có những cái meta khắc ấn sẽ rất mạnh nha các bạn, còn có những tướng thì nó sẽ không phải là yếu nhưng mà kiểu như nó sẽ không mạnh bằng những con kia. Mình sẽ ưu tiên khắc ấn những vị tướng mạnh trước. Cơ bản thì con nào lên xong những cái này nó cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta không có đủ tài nguyên để lên cùng lúc tất cả các vị tướng, do đó chúng ta cần phải xác định những vị tướng nào là cần ưu tiên lên trước các bạn. Thì những vị tướng nào hệ thường mà mạnh về khắc ấn thì mình sẽ giới thiệu trong các bạn video sau. Và mình tin chắc là ở đâu đó trong bản cập nhật sắp tới thì chúng ta sẽ thấy được cái khắc ấn của tất cả các hệ thường nha các bạn. Hy vọng là sau khi có khắc ấn thì một số vị tướng của hệ thường sẽ quay lại meta. Rồi bây giờ chúng ta đến với một số điểm tin vui ha. Đây là một bản tin tức về Henrik. Tuy nhiên cái khúc mà giới thiệu thông tin ở trên thì mình đã lượt đi rồi. Mình chỉ để lại cái mẫu hình ảnh với câu chuyện bên dưới với những người thân thiết các bạn. Đối với Henrik thì thân thiết nhất, tức là đức vua, là cha của Betgy với lại Wynette. Và trong cuộc sống thường ngày trước mặt mọi người thì Henrik luôn đối xử với đức vua giống như là bậc quân vương, nói chung là bậc bề tôi, hết sức là chuẩn mực các bạn. Tuy nhiên là khi không có ai, chỉ có hai người với nhau thì họ lại trở thành những người bạn nhậu say khước với nhau. Và khi nhậu xỉn thì đức vua nói nhiều về Betgy, còn Henrik lại nói nhiều về tài bắn cung của Wynette các bạn. Thông qua cái câu chuyện này thì các bạn có thể thấy là đức vua của chúng ta là không quá mức nghiêm khắc như Betgy nghĩ các bạn ha.
ông ta khá là yêu thương Becky các bạn. Đó, các bạn thấy khi nhậu say ông ta thoải mái nói về Becky rất là dễ thương. Rồi, còn đây là mẫu chuyện về Wynette các bạn. Khi mà còn bé thì Wynette chưa học được cách kiểm soát sức mạnh của mình. Các bạn có thể thấy là cô ấy làm vỡ cả một chiếc đĩa kìa các bạn. Rất là mạnh ha. Và khi cô ấy tập thể lực cùng với cha dượng của mình, đó là Henrik. Ông này thì ổng có vác được có 4 bao thôi các bạn. Các bạn có thấy ha, hai tay trên vai thì vác 2 bao và nách thì kẹp thêm 2 bao nữa. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy Wynette của chúng ta vác bao nhiêu bao trên vai nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13 bao. Mình tính sơ thì vác lần 13 bao các bạn, gấp 4, hơn gấp 4 lần so với cha dượng của mình. Và khi mà Wynette lớn lên đã tiêu diệt được con rồng các bạn, thì Henrik đã nói rằng tôi đã làm rất tốt, tức là đã làm rất tốt trong cái việc huấn luyện Wynette để Wynette trở thành một nữ chiến binh rất là dũng mạnh các bạn. Tiêu diệt con rồng, các bạn có thấy con rồng là dính vách núi luôn, ghê chưa? Đánh con rồng mà dính vách núi luôn là các bạn thấy mạnh cỡ nào. Vị tướng này không những là bắn cung giỏi nhưng mà còn có sức mạnh cực kỳ mạnh nha các bạn. Các bạn có thấy lực sĩ ha. Còn bé nhưng có thể vác được một đống bao trên vai, gấp 3, gấp 4 lần so với cha dượng của mình. Cực kỳ mạnh nha các bạn. Ngoài các thông tin vừa rồi thì trong cái đợt nhá hàng mới vừa đây các bạn, thì Lilith nó còn cho ra một cái loại thức uống xếp hạng thứ 3. Mình không biết là nó có liên quan tới sự kiện mùa hè không. Mình nghĩ là nó sẽ có thể nó sẽ tiếp nối tiếp một cái sự kiện nữa các bạn. Nó cho ra một cái loại thức uống Noba nên mình nghĩ là có thể đâu đó nó sẽ tiếp nối một sự kiện nữa. Mình nghĩ là vậy. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Rồi, bạn nào thích mình làm về Play Together thì hãy để lại bình luận bên dưới nha các bạn. Hiện tại thì mình đang nghiên cứu và mình tìm được cái tool để mình có thể cài auto câu cá rồi các bạn. Đúng là khi mình cài auto câu cá thì thành quả hơn hẳn với việc chơi tay các bạn ơi. Mình chơi tay trong vòng 6 ngày thì mình câu được một con cá da trơn với lại một con cá heo, là hai con cá bạc tím VIP nhất. Nhưng mà mình mới cắm một buổi sáng thì mình được hai con cá heo, một con cá mập búa luôn các bạn. Rất dữ, chứ trong một buổi sáng thôi các bạn thu hoạch được nhiêu đó. Đó. Như vậy thì so với việc mình tự cày chay thì xài sự can thiệp của thiết bị, ví dụ như là auto thì nó cũng tiện hơn nhiều các bạn ha. Bạn nào thích mình làm thì để lại bình luận bên dưới video để mình làm, mình chia sẻ với các bạn cách chơi Play Together nha. Cơ bản thì AFK nó là một game khá là thụ động. Các bạn, nó là một game mà nếu mà các bạn đi try map thì mình mới cần chơi nhiều thôi các bạn. Còn các bạn không try map thì nó kiểu như game AFK, các bạn chỉ cần vào làm nhiệm vụ nâng tướng, nâng bậc, mua đồ là xong một ngày. Trừ khi có các sự kiện VIP, ví dụ như là chúng ta có boss mực chẳng hạn, hoặc là một sự kiện ví dụ như là chiến trường săn đuổi các bạn, tiểu bất mực thì chúng ta mới cần hoạt động nhiều. Còn không thì nó gần như là một game AFK đúng nghĩa các bạn. Chỉ cần làm một chút là xong. Do đó hoạt động nó cũng ít. Thì mình chuyển sang mình làm thêm video về một số game khác để cho các bạn xem. Rồi, và video của mình đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và xin chào tạm biệt nha.